Theo Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra tại 3.936 đơn vị cấp xã của 51 tỉnh, thành phố. Trong đó có một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với gần 188.000 con trâu bò mắc bệnh và phải tiêu hủy 24.890 con. Tại đồng bằng sông Cửu Long, bệnh xuất hiện ở 117 đơn vị cấp xã thuộc 35 huyện, thị xã, thành phố, tại 6 trong 13 tỉnh thành phố Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp và Kiên Giang. Đến nay đã có hơn 1.810 con trâu bò trong vùng bị bệnh, trong đó có 142 con đã chết. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do đàn trâu bò, các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò để kiểm soát xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan. Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh, giám sát phát hiện sớm và kịp thời cảnh báo xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh. Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu bò tăng cường các biện pháp phòng bệnh, tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc và có giải pháp ngăn chặn tiêu diệt ruồi, muỗi, dê, mòng, truyền bệnh.